Đây là nhiệm vụ lần này của chú em. Ủa, sao lần này không phải là thuốc lá như mọi khi anh? Chú khờ quá. Cái đó thì được bao nhiêu đồng, cái này nè mới giúp chú em kiếm được nhiều tiền, hiểu chưa? Phong, mày làm gì vậy? Tụi mày về đi. Phong, Phong.